xin mời các bác đi theo cháu theo hướng này, cháu sẽ các bác đi tham quan một vòng quanh công ty để các bác cho cháu đi theo một chút hướng này ạ. Chỉ ở bên ngoài còn ở sâu bên trong đó, máy lên tới ở bên trong nữa, mình sản xuất. Sản phẩm mà có chứa đường thông thường ấy thì sử dụng cái đường này rất an toàn.